Hello, welcome back to the show, vlog Nikiran. Hello. Give back my lollipop. Đấy, hôm nay mình chơi hai game về cái nhân vật vlog Nikki này. Một game Super Baby Mosquito. Ui, giật. Còn một game game gì nhỉ? À, game bóng đỏ Rapper 4 nữa. Mèo Tôm, Tom Hero. Khá là nhiều game đang chờ chúng ta vào chơi tiếp. Thiên là phải điều khiển cái nhân vật này qua nhiều chướng ngại vật nhá. 300 đô để kích hoạt được cái ván trượt. Không có đủ tiền. So fast. No coin nhé, no coin. Ui, đây. Chứ nghĩ vào thôi, thua rồi. Ta sẽ chơi Mike Tom. Có một cái sự kiện này. Go now. Ủa, cái sự kiện gì đây? Sự kiện đó là bắn trung tâm của cái vòng tròn này. Bắn thế mà cũng trượt được. Thôi. Tắm rồi. À không phải tắm, em cho mèo đi vệ sinh nhé. Ok. Mèo đã được tắm rồi này. Cho mèo ăn. Úi giời, mèo ngụy trang thế này thì bố ai biết được. Không thể biết được đây là mèo của Phi. Hang game nó không thể nhận ra được. Đấy. Mình sẽ mua một vài. Mua cái gì nhỉ? Pizza. Pizza này. Pizza này đã được ai đó cắn vào mình rồi. Ui. Biểu hiện sau khi ăn tỏi giống nhau thế. Rồi chúng ta chơi game Rapper 6. Rồi. Vào game. What? Lại có con bot nhỏ nhỏ nó tấn công mình. Gì? Ui ghê không. Một con này, hai rồi. What the? Răng cưa. Thật không biết được có cái răng cưa ở đây. Ôi à. Chỗ này thì sai quá sai à. Level 47. Win. Yeah, level tiếp theo. Này miễn phí sao nhỉ? Đổi luôn trang phục rồi. Bom.
Ui, trời quá nguy hiểm luôn. Quá nguy hiểm. Ồ, có cái laser này nó quét kinh quá. Level 47 đã hoàn thành. Ta sẽ đến với game Lupo. Chơi pha game rồi. Ui. Tiếp tục nha, tiếp tục nào. Ui. Đáng nghĩa là làm cho một cái G đây nè. Một cái G để chống nó bon đi. Bỏ mày. Yeah, mày quá vẫn được 3 sao. Màn này khó thế nhỉ. Rồi, vẽ cho cái này. Thế mà làm. Tiếp tục đến với một cái game còn phức tạp hơn. What? Rơi mất rồi. Gạt cái này ra đây thì nó sẽ phun vào đây này. Mình sẽ vẽ cái này đây. Ui dồi ôi, không thành công. Lần này không thành công, chắc chắn sẽ thành nhân. Ui dồi ôi. Quá khó luôn đấy. Trời ơi. Ui dồi dê. Ui. Mất khá nhiều thời gian cho cái màn này. Bloody dick man. Vào game rồi. Mình vừa update cho cái game này xong. Rất nhiều vũ khí mới sẽ được đem ra sử dụng. Bên kia có kiếm rồng. Kiếm rồng à? Vẫn win nên mình có súng này. Đối thủ đâu rồi? Đâu rồi? Còn đai rồi. Ui, vũ khí này lợi hại. What the bin? Bin yếu rồi. Yes. Hết xe, chúng ta sẽ chơi game Vlog Nikki Baby. Này.
Marty, how are you? How is your repairment going? I'm okay, but I forgot. I needed to visit the building shop. Don't worry, we could help. Yeah, kids, today we are going to a huge tool supermarket. I want. Game này muốn hay nhất là chúng ta phải unlock toàn bộ. Choose Nikita's mood. We have 5 things in the list. Yes. Chúng ta sẽ đi mua những cái gì đây? Sander. Brace drill. Cái này mua nhầm rồi này. Mua nhầm rồi. Open end wrench. Combination wrench. Ủa thì mua nhầm cái này. Screw gun. Nhầm này rồi. Tay nghe đây này. Ear defenders. Một cái chổi lau nữa. Tăng tốc lên. Ôi không mua đồ rồi. Quả này không đồ rồi. Pay for your goods, please. Vlad has 1 product, 2 products, 3 products. Oh, cái game. Ôi, chết ta đây. Không thể nhảy qua đây được. Chết này. Bỏ qua luôn. Bỏ qua luôn con bot đó. Đây lửa này nhìn này. Em à, không. What? Tom Hero. Ha!
sàn mặc vào. Ôi.